Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Cám nhé. Và giờ tôi trân trọng giới thiệu quý vị, bây là đúng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, và thì tôi trực tiếp đang bàn giao cho một bộ bàn thờ cho nhà thờ họ Nguyễn Văn, và ở tại xóm Liên Tiết, xã Quốc Huyện Cổng Khuê, tỉnh Phú Thọ đây. Và cái chim hình ảnh quý vị, đây là một bộ bàn thờ chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao cho một nhà thờ họ Nguyễn Văn này. Và thì chưa được giờ thì đang để tạo ngoài sân, và lát nữa mới cho vào hậu cung. Và thì đây quý vị nhìn nhé, cách bài trí cái bộ bàn thờ là nó như này nhé, gồm ngai, đài nến, hạt, một bên là mâm ngũ quả, và một bên là một đài hoa sen. Rất là uy nghi nhé, cho một bàn thờ cũng như là bàn thờ gia đình chúng mình thôi cũng có thể bày bài tiết như thế này. Đó, là rất chi là đẹp. Cái bàn thờ này chúng tôi rác vàng Đài Loan, chất liệu là bằng gỗ mít ta 100%. Và cái bàn thờ này là có kích thước là dài 2m07, rộng 1m07, cao 2m17. Bóng rác rất là uy nghi và thanh cao. Các nhà thờ họ muốn sử dụng một chiếc bàn thờ như này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Thùng Cám rồi nhé. Có địa chỉ là tại xã Văn Cúc, quận Long Biên, tỉnh Phú Thọ. Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này của cơ sở Đồ Gỗ Thùng Cám nha.